Hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Mr. Vịt. Và cụ thể đây là Mr. Vịt Vlog. Tại vì sao tôi lại nói cụ thể? Bởi vì nếu như các bạn không biết thì mình sẽ còn một cái channel là Mr. Vịt Reaction và Mr. Vịt Gamer, rồi Mr. Vịt nữa, nhiều kênh quá rồi không biết quay video trên kênh nào. Nhưng mà thôi không sao, nếu như các bạn đã gặp mình tại video này và ở trên kênh Vlog này thì đừng quên là ấn cho mình một cái follow nhé. Bởi vì nếu như các bạn bấm follow thì nó sẽ xảy ra một hiện tượng đặc biệt. Đấy là các bạn sẽ không mất tiền bởi vì nó miễn phí. Nên là nhớ ấn follow nhé. Rồi, ngày hôm nay thì bạn như bạn nhìn thấy ở đây thì mình có 1, 2, 3, 4, 5 hộp quà để khởi động cho một cái dự án cực kỳ kinh khủng khiếp của mình sắp tới. Đó chính là mình đã, nếu như bạn chưa biết thì mình đang với cả Hero Team đang ở trên một cái tòa nhà mới. Chúng mình đã chuyển chỗ được cách đây tầm khoảng hơn 1 tháng, 2 tháng rồi. Và sắp tới thì chúng mình sẽ tiếp tục xây thêm một cái shop Hero ở ngay dưới chân Gaming House của Hero Team, để các bạn có thể đến đấy mua đồ và cuối tuần thì các bạn có thể gặp chúng mình. Và đặc biệt là mình sẽ set up một cái hòm siêu to khổng lồ ngay trước Gaming House của chúng mình. Và mình sẽ công bố địa chỉ nơi ở của Hero Team cho các bạn biết, để các bạn có thể gửi quà về đó. Bởi vì thực ra là không phải xin donate đâu nha, ông nào lại có ác mồm để bảo tôi đi xin quà các thứ. Bởi vì thực ra mình thấy có rất nhiều bạn đã cố gắng là nhắn với mình và tìm mọi cách là anh ơi muốn tặng quà cho Hero Team ngày sinh nhật hoặc là những cái ngày lễ, nhưng mà bọn em không biết là gửi về đâu. Bởi vì gửi về shop Hero thì thường nó bị xảy ra một cái tình trạng mình rất là buồn các bạn, nhưng mà đấy là sự thật thì mình sẽ nói luôn ở trên video, đấy là mất quà. Bởi vì là đôi khi là vận chuyển họ làm mất quà, hoặc là đôi khi là ở bên shop các bạn gửi về đó thì chúng mình không có ở đó và shop không thể nào mang một hộp quà này để gửi cho chúng mình được. Nên là shop sẽ tích dần, và trong quá trình mà để quà ở đấy thì có thể là nó sẽ bị thất lạc ở đâu đó, nên là có khá là nhiều quà các bạn fan bị thất lạc rồi. Và có nhiều bạn nhắn tin cho mình là anh đã nhận quà chưa, xong cuối cùng mình không biết quà đâu, mình không biết quà ở đâu luôn các bạn. Nên là để tránh tình trạng bị mất quà hoặc thất lạc quà thì mình sẽ công bố một cái địa chỉ và sẽ có một cái hòm tất cả những đơn hàng mà shipper giao tới thì mình sẽ cất quà lại ở ngay dưới chân chung cư, và mỗi ngày chúng mình sẽ xuống trực tiếp và kiểm tra quà tặng của các bạn thì nó sẽ đỡ bị thất lạc hơn. Và tất nhiên là mình sẽ có cơ hội để quay thêm nhiều vlog cho bạn coi khui quà của fan, và hôm nay sẽ là vlog đầu tiên khui quà của fan. Let's go. Bây giờ thì chúng mình sẽ đến với hộp quà đầu tiên nha các bạn. Hộp quà này thì được gói rất là đẹp. Các bạn tặng quà cho ai thì các bạn hãy nhớ là dán trên này một cái tag hoặc là các bạn viết lên hộp quà nha. Là quà tặng cho chị cho mèo xi măng này, tặng cho anh phong cảnh TV này, tặng cho anh Cujon này, hoặc là tặng cho chị cá muối này. Đó thì mình sẽ biết là quà của ai. Còn nếu mà bạn nào mà tặng quà cho Mr. Vịt thì các bạn hãy viết một chữ to vãi cả chuối lên đây là tặng anh Vịt thì mình sẽ giữ quả bạn tốt hơn. Còn những bạn nào muốn tặng quà cho tất cả Hero Team thì các bạn hãy nhớ là ghi rõ luôn là hộp quà tặng cho Hero Team thì mình sẽ hiểu là đó là hộp quà dành cho tất cả các thành viên. Mình sẽ khui hoặc là người khác khui thì sẽ cầm cái quà còn lại và đi giao tận tay cho những người thành viên còn lại nha các bạn. Nếu mà như các bạn tặng trong cái thùng lớn nha. Rồi ok. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ khui hộp quà đầu tiên này nha. Yeah. Mình bị tò mò các bạn bởi vì mình hoàn toàn không biết trong năm hộp quà này là cái gì luôn các bạn. Mình không biết luôn á. Ok. Có cái gì đây? Quà này tặng ai đây? Hy vọng là tặng mình. Bởi vì nếu không phải tặng mình thì tự nhiên mình lại khui quà người ta thì nó buồn cười lắm các bạn. Bởi vì trên hộp này hoàn toàn không ghi một cái gì hết. Đù, không ghi tên là tặng ai thì mình biết quà này của ai. Nếu mà mình không biết quà của ai thì mình lụm. Không biết quà của ai thì mình giữ dùm. Đây là một cái hộp nếm thơm các bạn ạ. Và nó hoàn toàn không ghi ở trên này là của ai cả. Ồ, ở trong này có một cái bông hoa bạn. Và có gắn ở đây là một cái. Ồ, thơm phức. Phê bạn ơi. Ôi, ngửi thơm vãi chuối. Trong này thì có một hộp nến thơm, rất thơm luôn bạn. Hương gỗ. Ôi trời ơi. Hương gỗ trầm oải hương. Ồ, nghe nó vintage thế nhỉ. Mà cái người đang theo đuổi phong cách vintage tối giản trong công ty này thì chỉ có mình thôi. Nên là chắc là hộp quà này là của mình rồi. Mình xin lỗi các bạn, nhưng mà hộp quà này không ghi tên của ai cả. Và bây giờ mình không biết là làm gì với nó luôn các bạn. Nhưng mà mình là người khui. Bởi vì do mình thấy hộp quà này để bên dưới công ty cũ cơ. Mình thấy nó để ở đó mình sợ nó bị thất lạc, nên là mình đã lụm nó và mình mang từ công ty cũ sang công ty mới để đến ngày hôm nay thì mình khui. Mình cũng không biết là ai là người gửi luôn các bạn, để mà cảm ơn luôn. Thương nhưng mà thôi được rồi, hy vọng nếu bạn nào mà xem được video này của mình mà nhận ra quà đấy là của bạn thì nhớ comment xuống dưới cho mình biết nhé, mình sẽ thả tim cho các bạn. Và mình cảm ơn, không biết là có phải tặng mình hay không hay tặng ai đó, nhưng mà thôi được rồi, nếu như là tặng mình thì mình cảm ơn, còn nếu mà tặng người khác thì mình cũng cảm ơn dùm họ nha. Rồi và mình sẽ bảo quản quà này của bạn, và nếu mà lần sau tặng quà thì nhớ là ghi rõ tên dùm mình nhé, thì mình sẽ biết cách để chuyển cái quà này cho đúng người hơn. Ok, mình sẽ tạm để ở dưới bên cạnh mình đây. Ok, hộp quà thứ hai là của một bạn tên là Võ Ngọc Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ che số điện thoại bạn ấy lại nha, bạn ấy có ghi số điện thoại luôn nè. Rồi ok, có lẽ là tí nữa mình sẽ nhắn một cái tin cho bạn Diễm này, mình sẽ nhắn một cái tin vào số điện thoại của bạn ý để cảm ơn
bạn ý đã tặng quà cho chúng mình. Các bạn hãy nhớ ghi cả tên, cả số điện thoại của bạn lên trên hộp quà nhé. Và có thể là lúc đấy nếu như mà mình khui mà mình rảnh thì mình sẽ gọi điện trực tiếp cho các bạn để mình cảm ơn các bạn nha. Nhớ nha, nhớ là tặng quà thì nhớ cả ghi cả số điện thoại nha bạn. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ xin phép là mình sẽ sử dụng cái củ cà rốt này của mình để mình bóc cái món quà này ra bạn. Mình sẽ bóc một cách tử tế, vì đây là quà của các bạn fan tặng nên là mình sẽ bóc một cách rất là tử tế và lịch sự nha bạn. Chứ còn nếu như mà là quà mà không phải của fan tặng ấy, mà là quà sinh nhật của mình ấy, mình sẽ xé luôn bạn. Ok. Nhưng mà đây quả của fan tặng nên là mình sẽ ra cái vẻ nhẹ nhàng các bạn. Mình sẽ ra cái vẻ nhẹ nhàng nhất có thể. Chứ còn bình thường là mình là người bóc quà theo phong cách cục xúc các bạn, là mình sẽ xé tùm lum luôn các bạn. Các bạn biết vì sao mà tôi hay xé quà theo kiểu cục xúc các bạn? Nó dễ lấy. Chưa gì mà mình đã thấy là có mấy cái xốp rồi các bạn. Các bạn có nhớ một cái video mà mình bóc quả ở fan không các bạn? Một cái hộp mà toàn xốp, xong mình kiểu mình mở phực một phát, thế là mình đi dọn phòng nguyên ngày hôm đấy luôn. Các bạn đừng để nhiều xốp quá trong này nha, không nguy cơ bọn mình phải đi dọn phòng cao lắm các bạn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ khui nó ra nha, xem nó có gì trong này nha. Hộp quá, cái gì mà lại đựng trong hộp xốp như thế này, đầy xốp luôn. Trời ơi, nó toàn xốp bạn ơi, rất nhiều xốp, ít too much xốp. Hộp quà này mình phát hiện ra nó rất là nhiều xốp nên để đảm bảo trong cái quá trình mà mình mở quà thì mình sẽ phải đặt nó vào trong một cái túi các bạn ạ, để tránh tình trạng xốp nó văng ra ngoài thì chết mất. Ok, đây, trong này thì mình thấy có một cái hộp và rất là nhiều xốp trong này nha bạn. Mình sẽ đổ tạm xốp vào đây đi, nhiều xốp quá, tùm lum xốp luôn bạn. Trong cái hộp quà này của bạn ấy tặng thì có một cái hình. Rồi mình nhìn là biết là tòa quà này tặng Simi các bạn. Đây là Simi và Sammy nha bạn. Vì là không để tặng cho ai, thành ra là mình cũng không biết tặng ai luôn. Đấy, các bạn chỉ để tên thôi nên không ghi tặng cho ai cả. Nên là mình đã phải giữ cái hộp quà này á, vì nếu như mà những thành viên khác mà thấy hộp quà mà ghi tên của bạn thì các bạn sẽ lấy ngay. Nhưng mà do là không biết tên ai nên là các bạn ấy không dám lấy luôn á. Nên là rút kinh nghiệm nha. Em chào mọi người, đây là lần đầu tiên em được đi fan meeting nhưng mà em rất vui vì được gặp các chị ngoài đời. Tuy vẽ không đẹp nhưng mà em đã cố hết sức mà yêu Hello Team. Quà này mình không biết là có phải tặng từ fan meeting hay không nhưng mà mình thấy nó nằm ở bên ngoài. Xem còn gì không ta. Rất nhiều shop các bạn, nhiều shop kinh khủng khiếp, dã man shop luôn á. Ở dưới này mình nãy mình sờ thấy một cái gì đó. À, có một cái hình nữa. Đây là một cái hình Kamui. Mà mắc gì Kamui lại hình con vịt đây? Vịt là mình mà. Đây là hình của... À, đây là một cái miếng sticker. Và đây là mấy cái mà... bạn ý... Chắc bạn ý cắt từ đâu ra đấy, cắt thủ công các bạn. Nhìn rất là đẹp. Và có hình của Phong và Sam. Một món quà rất là tâm lý luôn các bạn. Ở đây thì có Kamui và Mr. Vịt này, Simi và Sammy này. Ở đây là... Cái đâu? Không có cái. Không có cái trong này. Từ từ mình phải tìm đã, không thì lỡ mất cái. Không có. Không có bạn ơi, hoàn toàn là không có. Trong này chỉ còn shop thôi. Có vịt, có Kamui, có Phong nhưng mà không có cái. Mình hy vọng là Kairon sẽ không xem được video này các bạn. Mình hy vọng là Kairon sẽ đừng xem video này, không Kairon sẽ đau lòng, cực đau lòng luôn các bạn. Thà rằng là tặng một người hoặc là tặng tất cả, chứ còn một người không có duy nhất thì nó nghe nó hơi tổn thương mà. Nhưng mà thôi không sao, mình nói đùa vậy thôi. Rất là cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Một lần nữa cảm ơn bạn Võ Ngọc Diễm nha. Thank you Võ Ngọc Diễm rất là nhiều nha, cảm ơn em. Rồi, hộp quà thứ ba. Hộp quà này là một hộp quà các bạn nhìn thấy không? Hoàn toàn là không ghi tên luôn. Không ghi bất cứ một thông tin gì. Đấy là lý do vì sao những hộp quà này mà không được khui ra, và thành ra là mình là người, lại là người mà đi gom những hộp quà này lại các bạn. Bởi vì là không ai dám nhận luôn á, không ai dám cầm luôn á, bởi vì không biết đấy là của ai. Và mình cái hôm mà mình dọn nhà thì mình thấy rằng là có mấy hộp quà để ở bên một góc. Mình cảm thấy khá là tiếc nuối là mình đã đi gom nó lại các bạn. Ok, bóc ra nhá. Quà này vẫn là của bạn Diễm nha. Vẫn là của bạn Võ Ngọc Diễm, tức là vẫn là bạn vừa rồi nha bạn. Nhưng mà bạn đi tặng hai hộp liền. Không biết là hộp này là hộp gì đây. Ờ mình quên mất, mình thấy cái mình quên mất tại sao mình không để ý là hai cái giấy bóng nó đều là giống y hệt nhau nhỉ. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Một nuôi. Tặng hai chị Sim Sam. Ở trong này mới có nha các bạn, và phải khui ra mới biết được. Nên là cố gắng là ghi ở ngay bên ngoài nha. Cái này mình sẽ chuyển lại cho Sim. Đây, đã thấy ảnh của bạn Diễm rồi. Đó, bạn ấy bị đeo khẩu trang này các bạn. Và có mặt Sim Sam ở đây các bạn nhìn thấy không. Đó, đây là bạn Diễm nè. Và đây là Simi Sami nè. Rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Mình sẽ chuyển cái này lại cho Sim Sam nha. Và bên trong này có một lá thư và mình đã xác định đây là quà của Sim Sam rồi nên mình sẽ không khui ra, mình không đọc. Mình để cho Sim Sam đọc. Bên dưới này có một cái hình của Sim Sam nữa. Mình sẽ để đây. Và ở đây thì có một cái bút màu hình cinnamon. Quà này chắc chắn là của Sim rồi. Thì mình sẽ cất vào đây để Sim Sam tự chia nhau nha. Mình sẽ cất lại quà vào đây. Bởi vì đây là quà dành cho Sim Sam nên mình sẽ không khui thư, và Simmy và Sammy sẽ tự đọc thư của bạn Diễm này nha. Rồi ok, mình sẽ để hai hộp quà của bạn Diễm ở đây để tặng cho Sim Sam. Rồi, hộp quà thứ tư là một quà có ghi là kính gửi anh chị trong Hello Team. Ok, không sao cả. Nhưng mà mình nghe gọi là mình sẽ hãy dùng từ là thân tặng nha, hoặc là tặng anh chị Hello Team thôi. Đừng dùng từ kính gửi, nghe nó giống hội phụ huynh hội cụ lão đâu. Ở trên này thì có ghi tên các bạn ý này, là Ngân Trương này, Linh Phó 1 và Linh Phó 2. Chắc là các bạn này là cùng một lớp nè. Chắc là các bạn này cùng một lớp chắc luôn nè. Rồi ok. Rồi ở trong này thì chúng ta nhìn thấy là có một cái hộp rất là đẹp. Hộp này thì có chứa một cái bức tranh. Bức tranh này thì được vẽ bằng tay, hình một cái bầu trời và thảm cỏ. Đây là của chị Kamui nha, gửi chị Kamui. Ok, cái này thì mình sẽ để lại cho Kamui. Tí nữa thì mình sẽ chuyển cho trợ lý mang cho Kamui này. Đây là gửi chị Sammy. Ok. Đây là gửi chị Simmy. Ok, mình sẽ tất cả những quà của những người khác thì mình sẽ không xem. Với cả những cái thư mình sẽ không xem các bạn. Đây là của
Sam. Và đây là một cái bức tranh vẽ về Hero Team. Cái bức tranh này với cái nét vẽ này thì mình nghĩ là tầm khoảng đâu đấy là các bạn mà chắc tầm khoảng cấp 2, cấp 1, cấp 2 thôi. Tiếp theo nữa là một cái lá thư. Cái lá thư này thì là gửi cho Hero Team nên mình sẽ đọc nha bạn. Bảo Trân này, Kim Ngân này, Phương Linh, Gia Linh, Bảo Quyên, chúng em là học sinh của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm lớp 42. Hôm nay chúng em có ít quà cũng như là tấm lòng của tụi em gửi đến anh chị. Có hai bạn không thể dự được sự kiện của anh chị nên em thay mặt gửi quà và chúc anh chị ngày càng mạnh khỏe và sự phát triển thành công hơn và đạt được nút kim cương. Hy vọng là sẽ có nút kim cương nha. Cảm ơn bạn Gia Linh này, Khánh Ngân này, Phương Linh, Kim Ngân và Bảo Quyên nha. Và Bảo Trân nữa. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Thank you, Kasamita. Và ở dưới này có thêm một cái tranh. Có thêm một cái tranh nữa. Đây, hai cái tranh các bạn vẽ giống nhau, đều là vẽ bầu trời luôn các bạn. Thực ra là món quà này nếu mà tặng cho Mr. Vịt thì sẽ hợp lý hơn, bởi vì mình là người duy nhất rất thích bầu trời. Trong Hero Team mình rất thích bầu trời luôn các bạn. Và cái món quà này vì là tặng cho Hero Team nên mình sẽ giữ lại những cái này. Còn những cái này là của các thành viên thì mình sẽ chuyển lại cho các thành viên nha. Mình sẽ chỉ giữ lại cái bức tranh và lá thư thôi. Ok, thực ra tất cả lá thư các bạn gửi cho mình ấy là mình giữ lại hết đấy các bạn, chứ mình không có bỏ bất cứ món quà nào đâu. Mình cất hết vào trong một cái chiếc túi và có rất nhiều thư của fan luôn á. Rồi, cuối cùng, quà của Hero Team. Trong này thì không ghi tên ai các bạn ạ. Không có ghi tên, mình sẽ bóc ra nhá. Ok, rồi, chúng ta sẽ cùng mở nha. Rất nhiều luôn các bạn. Ấm rồi, nhiều đồ ăn quá đây. Hôm qua này phải dành cho tôi. Ok, rồi. Trong này thì sẽ có, mình nghĩ là thư này là của một bạn tiểu học các bạn ạ, một bạn bé con nào đó. Thư gửi hello. Sao gạch một cái hello. Không biết bạn ý cố tí ý hay là vô tình, nhưng mà không phải là hello team. Mà là hello team các bạn. Ok. Và vì lá thư này là gửi hello team nên mình sẽ đọc nó nha bạn. Mình sẽ đọc, cắt ở đây đúng không? À, bạn ý dán ở chỗ này, mình sẽ cắt nó ở đây. Ok. Thư gửi cho Hero Team. Em tên là Vũ Chiêu Anh. À, TikTok của em là a.chanh.ne.280213. Em rất vui khi được gặp các anh các chị. Và em là fan của anh các chị được 3 năm rồi. Em cũng không biết nói gì vì quá vui. Vũ Chiêu Anh. Bạn này bạn ấy có một cái chữ ký rất là xinh nha bạn Vũ Chiêu Anh nè. Và cái chữ ký của bạn ấy rất là đẹp. Và mình cảm thấy được nha, 10 điểm. Bởi vì nếu mà ngay từ bé mà các bạn đã xác định là có một cái chữ ký cho mình rồi thì điều đấy rất là có lợi cho tương lai các bạn. Bởi vì lớn lên thì chúng ta sẽ phải ký văn bản và hợp đồng, hoặc là chúng ta làm rất là nhiều thứ cần đến chữ ký cá nhân, nên là các bạn nên có chữ ký của mình. Có một số bạn thì không có chữ ký của bản thân, thành ra là cho đến khi lớn rồi vẫn ký và viết theo cái kiểu nó rất là cùi bắp các bạn. Để như cameraman này. Ok, tiếp theo nữa là một lá thư nữa gửi cho Hero Team. Nhiều thư quá, quá trời đất thư luôn rồi, quá trời đất tâm sự rồi. Một lá thư nữa tiếp theo. Xin chào anh chị trong Hero Team, hôm nay là ngày biểu diễn của Hero Team nhưng em không đến được, mong anh chị thông cảm. Và em và bạn của em đã làm món quà này, tên của em là Như Ý. À TikTok của em là em bé heo Như Ý. Chúc anh chị một ngày tốt lành và mãi yêu anh chị. À, tức là đây là hai bạn nha bạn, món quà này của hai bạn lận. Rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem trong cái hộp siêu to khổng lồ này có những gì nha bạn. Đầu tiên là chúng ta có một gói quà. Quà này là quà của anh Yabun. Ở trong có kẹo nha anh. Ồ, tức là quà này là quà khoai tây cà chua của Yabun à. Ok, mình sẽ để ở đây nha bạn. Trời ơi, cái kẹo này nó bị hư mất rồi các bạn ạ. Để lâu quá nó bị hư mất rồi. Tiếp theo nữa là có hai chiếc bánh là quà của anh Mr. Vịt. Và bánh này là bánh gấu. À, tiếp theo nữa là quà của anh Phong Cận, là anh Vịt và anh Phong Cận là gặm hai cái bánh giống nhau. Ok, cảm ơn rất nhiều Kasamita. Tiếp theo nữa là có quà của ai đây? Quà của Trương Thị Trúc Đào, quà của chị. Ờ, trong này có sticker và có một cái cây kẹo bạn. Nhưng cây kẹo này cũng bị hư mất rồi bạn ơi. Bị hư mất rồi và mình sẽ rút ra mình bỏ nó luôn nha, bởi vì nó nát tét rồi. Và đây là quà của Simmy nè. Đó, các bạn đừng tặng kẹo nha, bởi vì kẹo qua chuyển phát lâu mà để lâu là nó sẽ bị hư á, nó tan chảy hết rồi đây nè. Nó mềm nhũn luôn á, mình sẽ bỏ bớt mấy cái kẹo này đi nha. Tiếp theo là quà của Trương Thị Anh Đào. Rồi. Và tiếp theo nữa là quà của chị Camui, chị Mora. Ok, quà của Camui Mora rất nhiều sticker luôn các bạn, và mình vẫn phải bỏ kẹo đi các bạn đừng tặng kẹo nha. Nó bị tan chảy hết rồi. Tiếp theo nữa là quà của anh Kai. Ok, quà này của anh Kai là một lọ nước uống. Ok. Mình sẽ để đây nha bạn. Tiếp theo nữa là quà của Camui của Sammy. Bỏ cái này vào nước thì nó sẽ ra một con vật. Ok, cái này chắc là một cái gì đấy đồ vật nở rồi. Rất là nhiều kẹo luôn nha bạn, nhưng mà kẹo này nó bị tan chảy hết rồi nên các bạn đừng tặng kẹo nha. Đừng tặng kẹo, nó tan hết rồi nè. Đây là một cái bánh gì đấy không ghi tên, nhưng mà mình sẽ thử khui bánh ra bạn. Đây là giống như kiểu, có ăn được không ta? Nó là bánh sữa các bạn ạ, bánh sữa nhân hạt. Mình không biết nó còn hạn sử dụng không nữa. Nhưng mà quà này tặng từ rất lâu rồi, rất lâu rồi, phải tính bằng mấy tháng trời rồi. Nhưng mà ăn vẫn ngon, chắc là vẫn ăn được. Hy vọng mình sẽ không ôm một cầu. Rồi, ok. Và trên đây thì là những món quà mà tình thương mến thương nhất mà mình đã được nhận trong ngày hôm nay cho Hero Team.
cho các thành viên khác và cũng như là cho chính bản thân mình nữa. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Và hy vọng là mình sẽ làm những cái vlog tiếp theo về việc nhận quà này sau. Mình sẽ công bố cái địa chỉ của Hero Team trong những vlog tiếp theo. Nên các bạn hãy nhớ là để ý vlog trên kênh của mình nhé. Những cái vlog khui quà này mình sẽ đọc địa chỉ cho các bạn gửi quà đến trong những lần sau. Và sẽ quay video lại cho các bạn xem, để xem những các bạn khán giả trên toàn quốc của Hero Team, của bản thân Mr. Beat sẽ gửi những món quà gì về cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Cảm ơn rất nhiều. Khoan. Cái đâu? Không có cái.